trên nhiều phim này bị băng mệt và những thứ bla bla khắp những trên nhiều phim đó gật lại yết lệ lại rung răng hàng nục đại doanh lệ tầng lúm ta gật lại răng chi tích tự nhu lệ bị băng rock gang nhu không khai minh bạch gật lại gal bồ đà bồ gal do nó này lại lại thông tin này gật lại đại sứ Israel đồ bạn đi bảo an liên quốc gửi thư ngỏ cớ gật lại lần chào Việt Nam gang như xem lăng hàng lại kế gal bồ đà hàng lại hiếm bạn lại giữ hạt lệ lệ tôi Việt Nam hôm nay lại nhiều bột thô nó ngạo nhiều khả năng cứ nga bờ đặc khả năng cả Trung Quốc bờ đặc khả năng cả chả lê tôi không chả Israel một đồ nhiều xăm nhiều lại nhưng bạn nhiều bộ bộ phiếu nhiều bộ cháu úc lại sọc cứ như nào chung chung như nhiều bộ phiếu trong đối trình giữa nên rằng tôi nghi ngờ cả đảng cộng sản Việt Nam lại chính giữa dân điệp về cỡ lần chả không bộ một cắn nào phải lần chả đây bờ đặc nào lần chả đi giữa nên đại sứ Israel thuộc về Liên Quốc này là Israel thay nhiều lên trong phim những xem lăng hàng lại đây nên mời về em mới về lại em muốn sang khắp đi exactly how many people died how many have been identified and nói như lại này bao nhiêu đã được nhận dạng và bao nhiêu chưa được nhận dạng nên vùng hồ tù này hiếm bá gật lời này do thứ mấy hàng lại thâu bật hạ bật hầu tôi hàng trả đại sứ Israel là lại nhộn bút Việt Nam gật lời pro mát lệ tướng hàng lệ nhóm gom bờ đại nhóm lư răng bờ đại hiệp bảy dựa đến rằng lệ chỉ tích tiêu hàng lệ nhóm cao thọc lão nhưng mà vậy xem lớn mới được. And how many have not yet been identified? Well, first of all, thank you very much for hosting me today. Nói như lệ vâng, trước hết cảm ơn anh rất nhiều như đã mời tôi nói chuyện hôm nay. Okay. It is the... Đây là thời điểm rất khó khăn đối với đất nước của tôi. Đây là very difficult times for my country, for the people of Israel. Đối với người dân Israel. The October 7th, 9th. Vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 khiến 1.400 người thiệt mạng. Massacre. Vụ thảm sát này resulted in 1,400 people butchered. Killed at point blank. Họ bị giết ngay tại chỗ. Do nên tôi lại đã bùa hòa tôi lại bộ đại sự này vua lừa dọa tôi tôi lại lưu cái lại hình ngột ngột tôi lại gây ra Israel hàng Palestine này lại hàm mặt này là nộp gì bằng sáng nộ cứ một là số cứ độ sáng nộ đôi do nên tôi lại ngột bước của Việt Nam nhưng bạn nhiều ủng hộ như cái lại đây dân nó rằng tù ít kèng Việt Nam bơi những hộ lập nhìn nuôi hạ bờ đảo ủng hộ hàng tòa lấy kể cả dân đại sứ hôm nay là đại sứ Israel hôm nay lại nhớ bom ảo đối hàng chính phủ Việt Nam đó lại nhầm rộng mạnh hàng lại nhầm càng cơ phố bị nuôi sốt sạt nó mà vậy một đường women raped there was no mercy nó như thế này dù là đàn ông đàn bà người già hay trẻ em whether these are men elderly people, women đều không được tha mạng bây giờ. Đã cái bờ đã đạp bên ấy, bờ đã cũng đây. Bùng mỏ vật lại nhập gì bị bằng nhỉ? Hằng lời trả như ngạn này. Children, the brutality. Những nói như lệ đấy, sự tàn bạo không thể tương tượng nổi nói như lệ. Is unimaginable. So we are talking about. Nên là 1.400 người bị thảm sát. 1,400 people that were massacred. Among them, all... trong số họ cũng có những người đến từ châu Á, từ Thái Lan, Đông Nam Á. Nên từ bộ trụ bởi đi là màu mẫn ở đây, Đông Nam Á, lê trong mẫn Thái Lan, bởi đà Đông Nam Á, màu lùm nước bộ ạt độ bộ mọc lại này bộ cầu dựa đến Việt Nam vừa cất lệ nhiều bật thâu lại cao bật đặt lại dựa lại nhiều được ủng hộ cất lệ sâu sát mà lại dựa nhiều thế bây giờ bây xem lặng cất được bọn này also we had people from Asia from Thailand from Southeast Asia from Thailand and South Asia from the... nó như là từ đồng từ Nam Á như via Philippines Philippines
About one. Khoảng 1.100 người đã được nhân dạng. 1.100 people were identified. Nó nước ra mở Sarapo, Tu Cho, Thao Kran, Charabay. Cơ tên nó băng nó mở lần chạy Việt Nam. We're still. Nói như thế, chúng tôi vẫn đang cố gắng nhân dạng hơn 250 thư thế. Trying to identify more than 250 bodies. The situation. Đến nỗi khó có thể trích lấy ADN. Now those bodies are so terrible, it's hard to extract DNA. But we are working. Nói lại, nhưng chúng tôi đang nỗ lực và đang tiếp tục nỗ lực. We are continuing to do so. We are talking about hơn 5.000 người bị thương. Nói như lại. More than 5,000 injured people. We are talking about 240 con tin đã bị đưa tới Gaza. 240 hostages taken to Gaza. Out of those 240, trong số 240 người đó có 33 trẻ nhỏ. 33 children. They 33 trẻ nhỏ nhất mới 9 tháng tuổi. The youngest is 9 months old. You have women, you have persons with disabilities. Có phụ nữ, có người khuyết tật. Disabilities, and of course you have elderly. You have. Có những người lao động, học sinh, sinh viên. Once again, working, students. Dù nó trở lại này, lưu đã buộc lại ngột ninh cái lần chạy bà ngạ. Lưu nó hiện buồn sàng đã buộc lại bà ngạ là buộc phao nhật mô trung tạo. Dù nó tôi hàng đáng cộng sản Việt Nam, thì nhu ủng hộ cơ ta lệm dìm núi, lệ trần lưu bà cũng cần đáng hiếm bạc đáng mình. Nó anh đã chả Việt Nam nhật trụ cơ lệ này, nhu kèng cơ lệ này hiếm bạc đáng mình. Nó lệ, ta nạp dù à? Dù nó ta bà lật lá rằng tôi ép hằng lấy kê gà, hằng lấy đập năng, đã bố kẹt út lấy dịp rũ, bà đã hằng lấy sung tăng, hằng lấy bà ngạ. Lấy bà ngạ là tôi ế bụp, bụp hào như bà thọc ngàn rõm núi út. Bà đã cây, bà đã bà nế, bà đã đe, bà đã thả. Nhưng gì vậy hả? Là bụp hào thầm một trung tạo. Dù nó nằm núi đằng núi này, nhưng bà là tôi bình dạo bọc lúc nào phun cổ bóng, lấy tương dạ kẹ kia lần trà, nhưng bà nhầm mình. Nên ta được xem lặng của nên đại sứ Israel như một người thư ngộ của lãnh cha Việt Nam còn là những bạn có phẩm mạ. Nên như lại này, đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc gửi thông điệp này đến người Việt Nam đang theo dõi chính sự. Nên ta buồn này các bạn, đã đông cất lại lệ này, dưa cất lại. Tôi buồn lưu mà ta cất lại rằng phí bằng phẩm mạ Việt Nam nhiều còn ủng hộ, bộ mà ủng hộ bộ đi, bộ nếu, nóng như dấu. Bộ phiếu trắng đấy rằng kèng kẹo từ lệ phiên của bộ má rằng kèng lệ nhô lệ ô chát này sô bởi đã chát đi bộ cà ô nôn cá rằng thảo chấp thuật nhô hàng rằng dạp nhô xa chào nữ cô hẻm chinh nhô cơm trụ trong dòng bởi dự bởi đạp bằng nọ bởi dự bởi đạp eo gạo bởi dự như cặp trụ dự dự nôn rằng dạp nhô lệ ủng hộ bởi đạp ủng hộ rằng dạp nhô chìm nữ khủng bộ rằng mà ạt nữ ạt xâm lược mà lấy nhỏ đấy mà vệ mụ địa đứng lấy cô hẻm đấy. From Southeast Asia that came to study agriculture and working agriculture in the south of Israel that were also taken hostage. Cũng bị như vậy bắt làm con tin nuôi Israel. This is the situation. Đó là tình hình về thương vong. When we're talking about casualties. But of course. Nhưng tất nhiên không chỉ có vậy. This is not only that. We're talking about more than hơn 8.000 tên lửa được nổ tung khủng bố ở Hamas bắn từ Gaza và phía Israel. 8,000 rockets launched from Gaza by Hamas terrorist organization towards Israel. 8,000, more than 8,000. Hơn 8.000. We're not talking about one. Không phải chỉ trong một ngày mà một lượt tên lửa
vẫn tiếp tục. Bây giờ nó tới này bây giờ xa rơi bây giờ xa mô ngũ màu xám đít bà nà cái nhầm bể ní lần chả nên lệ màu dì tùm bằng tùm bộ cầm núi nâng ta lại này ta bộ lùm ta hiện tại như thế ta bộ hà này lại lại lận là hà này lại và cái tương lại đóng và cái tương lại tăng nạ buồn sang bật hấu này thì gì do cái lại lại lan hàng lại bộ học toàn lại lăng ngạn này dùm nó một bạn dùm mong lại xoạc lận là như dấu nhưng bạn chiến tranh về tôn giáo lệ tầng về cuộc sống hàng lại đất đai mong ni bạn nào có thể lưu lo cái này này chỉ mấy bước đầu thôi đỡ đạt Việt Nam nhiều bước trên này lại này lại nhiều thầu ở nhà tàu phân tích trắng đen đang thấu gì đủ từ nhiều đặc kết một rồi bữa này là bất định nhập thầu nào bất định nhập thầu nào chứ đang dập nhiều lịch trình sai chỗ nữa nhưng chút chút đang dìm được rồi do nó nhiều tại nên mùa này trời nhiều free cảm chức là giật lê bên đây bạn đi tập lại mày loại về bẹ nít này giật lại chôn mạng bùng mông ô có bập nhè mệt vậy nó buồn sang khắp yên hóc nát ít xem lăng có mệt đã trời nhiều không mày mông thưa các bạn buồn sang có xem lăng có độc này dọn hem mà bồ đà nhiều ủng hộ bồ hem ha bồ đà ủng hộ bồ sạt nên lại này vật ít vật có mấy xem lăng bộc lạ cật lên này vất thắng lấy cha con lấy phi bằng thằng tình yêu thằng hiền tình yêu mà này bạn này là bọc này.